Lê Ngọc xin kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR. Quý vị đang trên làn sóng của đài phát thanh NVR phát đi từ thủ đô Washington trên băng tần FM 100.3 HD2, cũng như quý vị đang nghe live trên mạng lưới điện toán toàn cầu nvradio.co và qua hệ thống YouTube NV Radio. Và ngày hôm nay ngày thứ sáu, ngày 2 tháng 2 2018, và thời tiết tại thủ đô Washington sáng ngày hôm nay, thưa quý vị, bầu trời đã có những cái ánh nắng của buổi sớm mai trong sáng xen lẫn với những cái áng mây rất là nhẹ nhàng. Nhiệt độ hiện tại se lạnh 33 độ, nhưng mà lại có gió Tây Bắc thổi cho tới 20 dặm một giờ. Và với cái cơn gió thổi mạnh như vậy, quý vị sẽ cảm thấy lạnh hơn, như là đang ở 22 độ. Và dần dần vào buổi trưa vẫn không có những cái nắng, vẫn mây thưa quý vị. Mặc dù là sáng thì có những cái nắng nhẹ, nhưng vào buổi trưa thì những ánh nắng này lại tan đi, nhường cho mây mù gió. Và cái cơn gió Tây Bắc này sẽ thổi mạnh hơn, có lúc lên đến trên 25 dặm một giờ. Và ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ sáu chỉ có 35 độ mà thôi. Và buổi tối thì quá lạnh, 20 độ. Và bước sang ngày thứ bảy, ngày mai, thời tiết lại thay đổi, nắng trong sáng khô ráo. Nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ bảy vẫn se lạnh, 40 độ là cao nhất cho ngày mai. Vào buổi tối 34 độ. Và bước qua ngày Chủ nhật thì thưa quý vị, vừa mây mù âm u mà lại có mưa. Và cái cơn mưa này có đôi lúc sẽ có những cái hạt tuyết rất là nhẹ. Và cao nhất trong ngày Chủ nhật, nhiệt độ sẽ ở khoảng 43 độ. Vào buổi tối thì trở lại rất là lạnh, 29 độ. Và có một ngày đầu của ngày cuối tuần, ngày thứ sáu, thật là vui để chúng ta có hai ngày cuối tuần bên cạnh những người thân thương, thật là hạnh phúc. Vâng, và mở đầu cho phần tin của ngày hôm nay thì Lê Ngọc sẽ gửi đến cho quý vị những tin tức liên quan đến thế giới, châu Âu, Trung Đông rồi châu Á. Trước khi mà Lê Ngọc mời luật sư Nguyễn Hoàng Duyên để gửi đến cho quý vị những cái tin tức mới nhất, cập nhật mới nhất và những bình luận của luật sư Duyên về cái văn bản memo của Devin Nunes, sự kiện gì đang xảy ra tạo ra một cái cơn sốt chính trị trong những ngày vừa qua về cái văn bản này. Và cái văn bản này có thể sẽ được Tổng thống Donald Trump cho đưa ra public trong ngày hôm nay. Và trước khi mà quý vị đến với luật sư Duyên, Lê Ngọc xin mời quý vị đến với những tin tức liên quan đến thế giới. Thì thưa quý vị, hiện nay Hoa Kỳ đang lên tiếng là có thể có thêm hành động quân sự ở tại Syria, và ngay cả quân sự với Syria, Jordan, rồi các quan hệ với Triều Tiên và các thủ lĩnh biểu tình Hồng Kông cũng đang có một cái sự kiện xảy ra, cũng đã dấy lên một cái sự tranh cãi, thưa quý vị. Sự kiện này xảy ra đó là vấn đề, một nguồn tin từ chính phủ Jordan cho biết là quan hệ giữa Jordan và Triều Tiên chưa bao giờ là có một cái quan hệ mạnh mẽ như vậy. Tại sao? Cái quan hệ song phương này dù trước đây đã bị cắt phù hợp với chính sách của các đồng minh, nhưng mà quyết định này còn được một cái sắc lệnh hoàng gia hậu thuẫn. Hoa Kỳ vào năm ngoái, vào tháng 11 của năm 2017, đã kêu gọi các quốc gia cắt đi cái quan hệ thương mại và ngoại giao với Triều Tiên sau khi mà Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo hàng loạt. Các nước như là Kuwait, Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã hành động theo lời kêu gọi của Mỹ trong tháng 11 của năm 2017. Nhưng mà trong ngày hôm qua thì chính phủ Jordan lại lên tiếng là cho biết quan hệ giữa hai nước Triều Tiên vẫn sẽ có những cái quan hệ song phương thắt chặt nhau hơn. Rồi bên cạnh đó thì thưa quý vị, ở châu Âu, ở các nước châu Âu thì nước Anh hiện nay đã lên tiếng là thỏa thuận về cái vấn đề chuyển giao Brexit sẽ được giải quyết và sẽ được nhất trí trong một cái thời gian rất là ngắn, trong 7 tuần tới mà thôi. Trong ngày hôm nay, Thủ tướng Anh bà Theresa May cho biết thỏa thuận về giai đoạn chuyển giao trong vấn đề nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, chúng ta thường nghe tới với cái từ Brexit,
sẽ được nhất trí với EU trong 7 tuần tới, trong cái tình hình mà bà Theresa May cố làm dịu đi những cái quan ngại rằng sẽ tốn một cái thời gian lâu hơn để đạt được một thỏa thuận như vậy. Bà May đã trả lời với hãng tin BBC rằng chúng tôi sẽ có cái thỏa thuận này với EU và đây là một cái kế hoạch mà đã nói về một cái giai đoạn thực thi và chỉ trong một cái thời gian 7 tuần mà thôi. Hiện nay thì chính phủ Anh đang muốn cái giai đoạn chuyển tiếp kéo dài khoảng 2 năm, trong khi mà Liên minh châu Âu EU thì muốn giai đoạn này diễn ra ngắn hơn, chỉ trong vòng 21 tháng. Những người mà ủng hộ Brexit cho rằng việc chấp nhận những quy định của EU sẽ biến nước Anh thành một nước chư hầu của EU trong cái giai đoạn chuyển tiếp, và các nhà đàm phán của chính phủ của nước Anh sẽ bị yêu cầu phải bác bỏ những đề xuất này khi mà các cuộc đàm phán Brexit sẽ bắt đầu trong những ngày sắp tới, trong ngày 5 tháng 2. Và liên quan đến châu Á thì Nhật Bản và Mỹ lại vừa mới cho biết là đã thất bại khi mà thử nghiệm loại tên lửa đánh chặn mới. Và loại tên lửa này tại sao lại có cái sự thất bại trong cái lúc mà thử nghiệm như vậy? Thì trong ngày 2 tháng 2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản, ông Onodera đã cho biết Nhật Bản và Mỹ thất bại hai lần khi mà thử nghiệm loại tên lửa đánh chặn mới mà hai nước cùng nhau phát triển chung để đối phó với tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Bộ trưởng Onodera của Nhật đã cho biết là vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn thế hệ mới có cái tên là SM-3 Block 2A ngay tại Hawaii vừa mới được thử nghiệm trong ngày cuối của tháng 1 đã bị thất bại. Như vậy, trong tổng cộng 3 lần thử nghiệm cho đến nay thì loại tên lửa mới này đã thất bại 2 lần liên tiếp. Tuy nhiên thì Bộ trưởng Onida, ông còn cho biết thêm là thử nghiệm thất bại lần này dường như đó là vì cái lý do yếu tố con người chứ không phải là vì yếu tố kỹ thuật. Do đó hai bên sẽ phân tích kỹ càng nguyên nhân thất bại này. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Onodera vẫn tự tin cho rằng các vụ thất bại này sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch triển khai tên lửa mới cũng như là kinh phí dành cho việc phát triển loại vũ khí này, mới này. Loại vũ khí SM-3 Block 2A này đó chính là một loại tên lửa đánh chặn mới do Mỹ và Nhật Bản phát triển chung, dự kiến được triển khai cho tổ hợp tên lửa đánh chặn mới Aegis Ashore sẽ được đưa vào hoạt động từ năm 2023 ngay tại Nhật Bản. Những tin tức liên quan đến nước Mỹ thì thưa quý vị, phải nói đến chúng ta thì những cái cơn bệnh của chúng ta, nếu mà chúng ta có bị bệnh hay chúng ta hay là tình trạng sức khỏe của chúng ta thì nó cũng rất là bình thường. Chúng ta cũng không cần phải loan báo, nhưng mà nếu mà cái bệnh hoạn hay cái bệnh tật thưa quý vị ở một vai trò của một vị trí lãnh đạo của nước Mỹ thì nó lại hoàn toàn khác. Và những cái sự bí mật về sức khỏe của Tổng thống có nên loan báo hay không, hay là phải giấu đi hay là che đậy thì thưa quý vị, vì trong những ngày tháng vừa mới qua và đặc biệt trong những ngày cuối năm rồi, có rất là nhiều nghi vấn đặt ra về vấn đề về sức khỏe của Tổng thống Donald Trump. Thì có những tin tức cho biết là hết lần này qua lần khác thì hầu như là tất cả những tổng thống Mỹ đều được bác sĩ riêng của chính những tổng thống này, họ che giấu cái tình hình sức khỏe, tự thuyết phục bản thân rằng những cái lời che giấu này đó là một cái tinh thần, một cái biểu hiện của lòng yêu nước. Vì sức khỏe của tổng thống Mỹ nói chung, không riêng gì cho tổng thống Donald Trump, luôn là một cái mối quan tâm đối với truyền thông của nước Mỹ và ngay cả trên thế giới. Nhưng hầu như là mọi bệnh tật, những sự đau đớn đều được các nhà lãnh đạo giấu kín. Và nói đến thì nhắc đến những đời tổng thống trước thưa quý vị. Ông Franklin Delano Roosevelt, ông này đã mắc một cái căn bệnh bại liệt rất là quái ác từ năm ông Roosevelt mới có 39 tuổi. Nhưng cả nước Mỹ không hề nhận ra điều này suốt 12 năm
mà ông Franklin Roosevelt làm tổng thống. Rồi đến khi còn sống, John F. Kennedy trông có vẻ đầy sự sung mãn và sự trẻ trung. Nhưng thực ra, John F. Kennedy, ông đã phải âm thầm chịu đựng những căn bệnh rất là nghiêm trọng, trong đó có bệnh Addison mà các phụ tá của ông không để cho dân chúng biết đến. Những bí mật về sức khỏe của Tổng thống. Lịch sử về những Tổng thống Mỹ chồng chất những bệnh tật và ốm yếu, phần lớn đều bị che giấu khỏi công chúng bởi rất nhiều lý do. Cơn đột quỵ lấy đi năng lực của Tổng thống Woodrow Wilson vào năm 1919, nhưng người dân tới nhiều tháng sau mới biết được về cái cơn đột quỵ này của ông Wilson. Năm 1893, Tổng thống Grover Cleveland bị bệnh. Ông thức dậy vào buổi sáng và thấy đau ở miệng. William Keane, một bác sĩ phẫu thuật nổi tiếng vào thời đó, chẩn đoán là ngài Tổng thống Grover Cleveland bị ung thư. Thời điểm đó, Mỹ đang chìm sâu trong một cái khủng hoảng về vấn đề tài chánh. Nỗi lo sợ về cái chết của Tổng thống sẽ biến đất nước Mỹ thành một mớ hỗn độn, trong khi cộng đồng doanh nghiệp đang cố gắng thiết lập lại cơ chế về tài chính. Vì vậy, vào tuần cuối cùng của tháng 7 cùng trong năm đó, Cleveland đã lên du thuyền ở New York cùng với một đội bác sĩ được trang bị đầy đủ như là một ở một bệnh viện và tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối ung thư này. Công chúng khi đó mới chỉ biết là Grover Cleveland bị đau răng mà thôi. Mãi cho đến khi ông qua đời, bác sĩ William Skin mới tiết lộ sự thật trong một bài luận đăng trên tờ Saturday Evening Post là sự sợ hãi sẽ biến thành cơn khủng hoảng. Đó là lý do mà ông William Skin, mãi cho đến sau cái chết của ông Cleveland, mới thông báo. Nước Mỹ cũng không biết rằng chỉ một thập kỷ trước đó, Tổng thống Chester O'Toole đã bị bệnh Bright. Đây là một cái loại bệnh thận khiến cho ông qua đời vài năm sau khi mà rời nhiệm sở. Và rồi, cũng không ai hay rằng George Washington từng suýt mất mạng vì bệnh cúm, và ông có một cái vết loét lớn trên mông chứ không phải ở trên đùi như là bác sĩ Samuel Ball đã từng tuyên bố. Sau này, bác sĩ Ball đã giải thích rằng lời nói dối của ông cũng là để bảo vệ phẩm giá của Tổng thống. Woodrow Wilson có lẽ là Tổng thống đã được bác sĩ bao bọc nhất khi ông bị đột quỵ nghiêm trọng. Bác sĩ riêng của Tòa Bạch Ốc, Kerry Grayson, vào lúc đó, khi đó đã tuyên bố một cách rất lạc quan rằng Woodrow Wilson chỉ bị kiệt sức và không có gì đáng lo ngại. Trên thực tế thì bác sĩ Kerry Grayson đã phải thốt lên: "Chúa ơi, Tổng thống đã bị liệt rồi." Vì bác sĩ và đệ nhất phu nhân Edith phải hợp sức điều hành chính phủ trong hơn một năm làm tổng thống mà nằm liệt giường. Đã có rất nhiều tin đồn như là Wilson đã chết hay Wilson phát điên và chạy khắp Tòa Bạch Ốc. Người quản lý bảo tàng và thư viện của Tổng thống Wilson đã nói, đó chính là Andrew Phillips, thì Andrew đã lên tiếng. Tuy nhiên, không có gì được xác nhận, không ai biết gì cả, và bí mật này đã được giữ kín đằng sau những lời nói dối. Hết lần này qua lần khác thì các tổng thống Mỹ đều được bác sĩ riêng của họ che giấu đi cái tình trạng sức khỏe, và họ tự thuyết phục bản thân rằng lời nói dối này đó chính là lòng biểu hiện của sự yêu nước là cao quý. Và các bác sĩ của tổng thống ở trong một cái tình thế vô cùng khó khăn, với tư cách là bác sĩ, họ phải bảo đảm giữ kín thông tin đời tư cho bệnh nhân. Nhà sử học, nhà văn H.W. Brands đã nói, yêu cầu một bác sĩ phá vỡ cam kết đó không phải là một cái điều dễ dàng. Rồi đến bác sĩ riêng của Tổng thống Warren Harding, là một người bạn của gia đình từ khi họ còn ở Ohio. Vì bác sĩ này thường chọn thuốc dựa trên màu sắc thay vì dựa trên thành phần của nó. Ông đã nói với Tổng thống về chứng đau ngực của ngài là bệnh khó tiêu, nhưng thật sự đó lại là bệnh tim. Ông nói rằng Tổng thống đã bị ngộ độc thực phẩm
khi đang đi thăm tiểu bang Alaska, nhưng đó chính là cơn đau tim. Tổng thống Harding đã chết khi mới hoàn thành 2 nhiệm kỳ. Ross McIntyre là bác sĩ của Tòa Bạch Ốc sau lễ nhậm chức đầu tiên của Roosevelt vào năm 1993. Cho đến năm 1944, Tổng thống Roosevelt bị suy tim, xung huyết, trông rất là nhợt nhạt, hốc hác. Các thành viên bên đảng Dân Chủ thì khuyên ông không nên tiếp tục tranh cử. Nhưng McIntyre quả quyết rằng đương kim Tổng thống vẫn còn khỏe mạnh. Roosevelt đã tái đắc cử và chết 2 tháng sau khi nhậm chức. Và khi mà nói đến thì nhắc tới ngày nay, nghi vấn về sức khỏe của Tổng thống Trump. Không muốn tiếp tục bị lừa dối, người Mỹ ngày nay chúng ta đều luôn chú ý tới sức khỏe của người điều hành đất nước, như thể quan tâm tới sức khỏe của chính chúng ta, chính con em mình. Quan tâm tới mọi điều, Tổng thống có ngủ đủ không? Tổng thống có tập thể dục thường xuyên hay không? Nhiệt độ cơ thể có bình thường, đường ruột có tốt hay không? Trong những ngày vào tuần trước, có một buổi họp báo kỳ lạ đã được chủ trì bởi bác sĩ của Tòa Bạch Ốc, Ronnie Jackson, nhằm để trả lời hết những thắc mắc về tình trạng sức khỏe của đương kim Tổng thống Donald Trump sau buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những gì vị bác sĩ nói nghe giống như là một cái bức thư tình hơn là một báo cáo về y tế. Và thưa quý vị, bác sĩ Jackson đã kết luận rằng: "Tôi đã nói với ngài Tổng thống rằng giá mà ông ấy có một cái chế độ dinh dưỡng lành mạnh hơn 20 năm vừa qua thì ông đã có thể sống đến 200 tuổi. Ông ấy sở hữu một cái loại gen tuyệt vời. Và ý tôi là nếu không để ý đến chế độ dinh dưỡng của mình thì tôi đã không thể có một cái thể trạng như ngài Tổng thống hiện nay." Đó là lời của bác sĩ Jackson đã nói trong cái buổi họp báo, là Tổng thống Trump có sức mạnh và sức chịu đựng đáng nể. Và đây, qua lời kết luận của bác sĩ Jackson, đó là một món quà của Chúa. Bản báo cáo này đã trở thành một trò cười trong một chương trình hài hàng tuần, đó là chương trình Saturday Night Live. Các phóng viên thì tỏ vẻ hoài nghi, làm sao Tổng thống Trump, một người có trọng lượng lên tới trên 200 pounds, hơn 200 pounds, mà lại chưa phải béo phì. Chiều cao của Tổng thống được ghi, thưa quý vị, cao hơn thật sự với cái chiều cao của Tổng thống ở trên bằng lái xe của ông khi mà cái bằng lái xe này được cấp ở New York. Không lẽ chiều cao của một người đàn ông cao niên 71 tuổi lại có thể tăng nhanh chóng như vậy? Liệu bác sĩ Jackson có giấu mọi người chúng ta điều gì không? Đó là một cái câu hỏi đang được đặt ra. Các nhà lý thuyết âm mưu đang cho rằng câu trả lời này là có, và họ thậm chí đã đưa ra một thuật ngữ mới, đó là thuật ngữ Gutter, khi nhận xét là Tổng thống Trump nặng cân hơn so với những gì thông báo trong cái bản báo cáo này. Và thưa quý vị, đó chính là những gì mà người ta đã nhắc lại ở thời điểm này để mà nói đến những cái lý do vào những thời trước đó của những vị tiền nhiệm của những cựu tổng thống, là những bệnh tật luôn được giấu kín của các tổng thống Mỹ với một cái lý do, đó là lý do biểu hiện của lòng yêu nước. Lê Ngọc xin mời quý vị đến với vài giây phút quảng cáo của các cơ sở thương mại đã hỗ trợ cho làn sóng của NVR. Center như một tiểu Sài Gòn, nơi thanh lịch để mua sắm, nơi để thưởng thức những món ăn ngon, đặc sắc, nổi tiếng của nền ẩm thực Việt Nam. Eden Center tọa lạc gần Seven Corners, Falls Church, Virginia, được thành lập từ năm 1984 và Hội đồng Phát triển Kinh tế của thành phố Falls Church coi đây là một địa điểm du lịch số 1 trong khu vực, quy tụ hơn 100 cửa hàng với những cơ sở kinh doanh của người Việt Nam, gồm nhiều nhà hàng, tiệm vàng, gift store, tiệm cắt tóc, phục vụ cho quý vị đồng hương Việt Nam. Đến Falls Church, Virginia, quý vị đồng hương đừng quên đến trung tâm Eden Center.
xuân đã về. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Hãy đến với lễ hội Tết Nguyên Đán tại MGM National Harbor thứ Bảy ngày 17 tháng 2. Lì xì đầu năm, chương trình cây lì xì đặc biệt mừng Tết Mậu Tuất, giành được 8.888 tiền mặt từ 3 giờ đến 7 giờ tối. Và Chủ nhật ngày 18 tháng 2, đón xem múa lân ở đằng trước cổng sông Bài. Hãy đến thưởng thức trưng bày nghệ thuật của năm Mậu Tuất và cùng chơi ở đệ nhất sông Bài vùng Hoa Thịnh Đốn, MGM National Harbor. Đây là khoảnh khắc lớn, trên 21 tuổi mới được vào. Hãy chơi với một cách có trách nhiệm. Cần sự giúp đỡ, xin lên mdgamblinghelp.org hoặc là gọi 1-800-GAMBLER. Hãy cùng Teletron tống cựu nghìn tân bằng cuộc đại hạ giá tưng bừng đón mừng năm mới. Chảo Korea 8 đồng, Swimmop đao nhà 20 đồng, nồi cơm điện 10 cấp hiệu Convoy chỉ 68 đồng. Rước xuân vào nhà bằng những bộ bàn ăn mặt đá thiên nhiên sang đẹp, sofa da lịch lãm quý phái 100% made in Italy on sale đến 50% off. Mua lại bàn ăn sofa hư cũ đến 500 đồng. Ghế Fuji Medic 2018 made in Japan với kỹ thuật 4D L-Track Massage lăn đá nóng từ cổ đến lòng bàn chân giá 10.000, sale còn 6.998 đồng. Đặc biệt ghế massage Inada Dreamway Gold Signature mới về rất giới hạn, ưu tiên cho khách hàng đến sớm chỉ 150 đồng một tháng, trả góp 5 năm không tính tiền lời. Tống cửu Nguyên Tân đón mừng năm mới, loa Bose L1 Karaoke tặng quà đặc biệt, kèm nghĩa cao cấp Omi mua 1 tặng 1 free shipping. Nệm lông cừu Magniplex LV Style 100% Italy, nệm MagniStretch giúp thư giãn cuộc sống, nệm cứng chống đau lưng Amente, nệm Lamborghini phủ bạc 40% off, mua lại nệm cũ rách đến 500 đồng. Teletron Washington DC trong khu Eden 703-237-8999. Teletron Phước Lộc Thọ 714-898-6999. Dạ vâng, thưa quý vị, Lê Ngọc đã có luật sư Nguyễn Hoàng Duyên trên làn sóng của Đài Phát Thanh NVR. Lê Ngọc xin chào anh Duyên. Nguyễn Hoàng Duyên xin kính chào quý thính giả và chào Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa với anh Duyên, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày đầu của những ngày cuối tuần. Thì thường thường những ngày thứ sáu, nếu mà chúng ta đi làm thì nó cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn, nó thoải mái hơn vì quý vị thính giả vừa được lãnh tiền lương cuối tuần rồi lại sửa soạn cho hai ngày cuối tuần bên cạnh những người thân thương. Không biết là luật sư Duyên trong ngày thứ sáu có chuyện gì vui nhẹ nhàng trước khi mà Lệ Ngọc gửi đến những cái bản tin mà phải nói là những cơn sốt về vấn đề chính trị cũng vẫn tiếp tục chấn động với chính trị của nước Mỹ, thưa luật sư Duyên. Thì chia sẻ với tất cả mọi người thì cái cảm giác cũng vậy. Vào cái ngày cuối tuần, mặc dù bây giờ là buổi sáng sớm, mình còn cả một ngày làm việc, nhưng mà cái niềm vui trong tương lai là ba ngày sắp tới mình cũng sẽ được nghỉ ngơi, vui lắm. Và nhất là cái tuần này, mới ngày hôm qua hôm kia, nhìn cái trăng lên, cái trăng Blue Moon, thì cũng tự nhiên cũng nhớ nhớ trăng của nhà ai, trăng một phương, nơi đây rượu đắng mưa đêm trường. Hôm nọ nhìn trăng lên thì nhớ cái buổi họp mặt với Đinh Quang Anh Thái với bạn bè ở Washington nhiều. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, như vậy với một cái tinh thần nó nhẹ nhàng, nó vui tươi, nó thoải mái trong cái ngày thứ sáu. Nhưng mà khi mà Lê Ngọc lại nhìn đến cái vấn đề chính trị nước Mỹ đó, thưa luật sư Duyên, nó lại vẫn tiếp tục, vẫn có những cái chấn động, rồi những cái chuyện sôi nổi, tranh cãi, rồi vẫn có cái sự đấu đá giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Và đặc biệt là cái vấn đề là cái chuyện công khai hay không cái bản memo mà của David Nunes. Trong cái bản memo này, nó thu hút rất là sự chú ý, rất là nhiều người, từ những người chính trị về và ngay cả chính chúng ta nữa, thưa luật sư Duy. Thì trong cái văn bản, cái memo mà do bên đảng Cộng Hòa soạn thảo đang gây ra rất là nhiều tranh cãi, thì sự việc gì trong cái vấn đề này, thưa luật sư Duy? Trước hết là theo những cái người hai phía của cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa mà đã đọc cái văn bản đó, đó thì thứ nhất, văn bản đó là do David Nunes, là một cái người, là một dân biểu mà ủng hộ Donald Trump bằng mọi giá, ông ta đã tự soạn thảo ra. Và những người đã đọc rồi, cho dù là Dân Chủ hay là Cộng Hòa, đều thấy rằng là thứ nhất, cái văn bản này đó sử dụng những cái
nguồn tin, những cái source mà thứ nhất nguồn tin thì không chính xác, nhưng mà khi lộ ra thì sẽ lộ những cái nguồn cung cấp, và thứ ba là sẽ lộ ra cái phương pháp làm việc trong cái việc điều tra của FBI. Thành ra nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều trong cái việc làm của FBI trong tương lai, trong những vụ khác nữa, tại vì cái method, cái phương pháp bị tiết lộ. Và cái thứ ba nữa là cái mục đích của cái bài văn bản này đó là để bôi nhọ, làm cho, làm phá hoại cái cuộc điều tra của ông Mueller, bởi vì nó tạo một cái sự nghi ngờ về cái uy tín và cái tính liêm khiết của FBI. Chính vì vậy cho nên bên phía bên FBI họ không có sợ về cái cuộc phá hoại đó, nhưng mà họ nói rằng họ có một cái grave concern, một cái quan tâm, một cái quan ngại ghê gớm, là bởi vì nó sẽ phương hại tới cái uy tín chung tự nhiên của FBI. Mà không có một cái thở nào mà một ông tổng thống lại, mà ông tổng thống và cái phe phái của ông lại làm phương hại cái uy tín của chính cái FBI và những cái cơ quan tình báo của chính mình. Cho nên một nhận định, đây là nhận định của một cái người trong đảng Cộng Hòa, họ nói là đây không phải là Dân Chủ hay Cộng Hòa, hoặc là Chính phủ hay là Quốc hội nữa, nhưng mà đây là cái đối đầu giữa những kẻ trưởng thành và những đứa con nít. Cái đó là cái thứ nhất. Và cái câu này là do cái ông giám đốc, cựu giám đốc của CIA nói. Rồi những người Cộng Hòa khác khi mà họ nhìn cái này đó, họ nói cái mục đích là nó cũng giống như là cái mục đích là hạ nhẹ cái uy tín của FBI và đồng thời bôi nhọ cái cuộc điều tra giữa cuộc điều tra cho là Nga đã xen vào cái nội bộ của Mỹ đó. Nhưng mà cái văn bản này nếu đưa ra đó, đây là nguyên văn của cái chữ họ xài, đó là cái memo này chỉ là a dud, nói tiếng Việt Nam mình giống như là đồ dỏm, đồ bỏ, không có xài được, tại vì nó không có một cái gì mà đáng tin hết. Và điểm thứ hai, nó không phải là một cái slam dunk, không phải là một cái chiến thắng dứt khoát để mà hạ uy tín của ông Mueller được. Còn khi mà nghe những cái tin mà qua lại về cái bản memo này đó, thì bên phía Dân Chủ họ đang bên Cộng Hòa họ sẽ đưa ra cái memo, nếu mà Cộng Hòa đưa ra cái memo 4 trang đó thì Dân Chủ họ đưa ra cái memo của họ là 10 trang để họ trả lời từng điểm mà không chính xác và láo toét của cái memo của Devin Nunes. James Comey, ông giám đốc của FBI mà bị Trump sa thải năm ngoái đó, ông này là một tay professional, ông ta rất là thận trọng, thế mà ông ta tweet một cái câu như vậy nè. Ông nói là weasels và liars never hold the field, thì mình dịch là weasels là những kẻ xảo trá, liars là những tên nói dối, sẽ không bao giờ kiểm soát được chiến trường. Mặc dù là James Comey không có nói tên ai hết, chỉ nói một cái câu giống như là một cái câu proverb, một cái câu nói vậy thôi, thì cái câu đó là weasels và liars đó, sẽ không bao giờ chiến thắng được những kẻ xảo trá và những người nói láo. Qua cái việc mà release cái memo này đó, mình mới thấy là dưới mắt của Trump và cái nội các của Trump đó, là nó y tương tự như là Cộng sản Việt Nam hay là Cộng sản Tàu hay là Vladimir Putin Nga vậy đó. Công an là của đảng, công an là của chính quyền. Chính quyền muốn nói xuôi, nói ngược gì thì cũng có công an trong tay. Đó là cái cách nghĩ của Trump. Thành ra Trump cũng nghĩ là FBI và CIA đó là công cụ của Trump, là công cụ của đảng. Cái nhìn của một cái người lãnh đạo trong một thể chế dân chủ nó khác với cái nhìn của một cái tay lãnh đạo theo cái kiểu độc tài côn đồ của Vladimir Putin hay là của Kim Jong-un hay là của Mao Trạch Đông vân vân. Cái buồn cười là Trump chửi Kim Jong-un, nhưng mà cái cách hành xử là Trump là mình cũng được cái toàn quyền như cái kiểu Kim Jong-un,
như cái kiểu Vladimir Putin. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa Vân, những cái tin tức cho biết là Tổng thống Donald Trump, ông đã xem cái văn bản này, ông đã xem cái memo này và cũng được báo cáo về nội dung của cái văn bản này. Rồi Tòa Bạch Ốc cũng cho biết là Tổng thống Trump, ông ủng hộ cho cái việc công khai hóa cái bản memo này và có thể là phổ biến công khai trong ngày hôm nay, ngày thứ 6. Thì qua cái sự việc này, nó lại gây ra cái sự chia rẽ giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Và như vậy thì luật sư Duyên có nghĩ là cái bản memo này, cái điều chắc chắn chúng ta biết là nhắm vào cái uy tín để mà hạ cái uy tín của ông Mueller trong cái cuộc điều tra liên quan Nga với là cái cuộc bầu cử năm 2016. Như vậy luật sư Duyên, ông Mueller có phải là người thiên vị hay không trong cái cuộc điều tra? Nếu mà mình muốn biết thêm về ông Mueller hay là kể cả James Comey đó, thì nó có một cái giai thoại, đây không phải là giai thoại, đây là một cái câu chuyện có thật 100% vào cái năm 2004 dưới cái thời Tổng thống Bush á. Chúng ta phải, Việt Nam mình hay nói là thường thường gọi là hãy mà bạn bè mà chơi với nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mình nhìn những cái người chơi với nhau thì mình biết là cái bản tính của họ như thế nào. Thế thì vào cái thời của Tổng thống Bush, sau cái vụ năm 2001 ở New York, cái vụ mà tấn công ở New York 9/11 đó, thì lúc đó Tổng thống Bush liền cho bí mật thi hành một cái chương trình, nó gọi là cái chương trình điều tra mật những cái người mà nó dính tới khủng bố đó. Thì cái chương trình đó nó được, vì cái nhu cầu khẩn thiết sau cái vụ 9/11, cho nên cái chương trình đó được FBI tiến hành. Nhưng mà về cái mặt luật pháp mà nói đó, tiến hành điều tra bí mật, theo dõi bí mật như vậy đó, nó là vi hiến, tại vì nó đụng tới cái quyền riêng tư của cái người dân. Cho nên cái sự mà surveillance, cái sự mà theo dõi điều tra đó, nó xét cái thời gian là để nó chấm dứt vào cái năm 2004. Thì lúc đó đó, ông tổng trưởng tư pháp lúc đó là ông John Ashcroft, ông bị bệnh rất là nặng, phải giải phẫu về cái ổ gan với mật đó mà. Thì lúc đó ông John Ashcroft, ông nằm ở trong nhà thương George Washington ở cái vùng của Lê Ngọc đó. Thì ông nằm ở đó để ông chữa bệnh. Trong khi đó thì giám đốc FBI vào thời đó chính là ông Mueller, và quyền tổng trưởng tư pháp, trong lúc mà ông Ashcroft mà nằm ở giường bệnh đó, thì cái người mà quyết định chính là ông James Comey. Thì James Comey và Mueller họ nói rằng là cái việc mà tiếp tục điều tra như vậy là vi hiến, cho nên họ không cần biết. Họ nói là làm gì đi nữa, sau khi cái mục đích nó đã hoàn thành rồi mà chúng ta tiếp tục, mà chúng ta đưa một cái chương trình vi hiến này, nó đi ngược tới cái nguyên tắc thượng tôn luật pháp, the rule of law của Mỹ. Cho nên lúc đó James Comey ra lệnh là ngưng cái chương trình đó, mặc dù là Tổng thống Bush muốn tiếp tục. Thì đây là cái chuyện nó xảy ra y như là phim gián điệp như vậy đó. Vào cái ngày 10 tháng 3 của năm 2004 là ông James Comey đang lái xe từ cái phòng làm việc của mình trên đường về nhà, thì nhận được một cái cú điện thoại từ nhà thương. Và cú điện thoại đó là sau khi cái người mà gọi đó đã nói chuyện với bà Ashcroft, tức là bà vợ của ông Ashcroft mà đang nằm nhà thương đó. Thì họ nói rằng là họ nhận được một cái cú điện thoại từ Tòa Bạch Ốc, tổng thống từ cái nội các của Tổng thống George Bush đó, là ông lúc đó thì cái ông Gonzalez, đó là tổng trưởng tư pháp là ông Alberto Gonzalez đó, với là chánh văn phòng là ông Andrew Card, họ đang trên đường họ tới nhà thương để họ gặp ông Ashcroft, mặc dù là ông Ashcroft đang nằm bệnh viện và bị thuốc nhiều như vậy mà họ vẫn tới. Thì James Comey bực mình lắm, là bởi vì nói rằng là đây là cái mà giống như họ chơi trên đầu mình vậy đó. Họ lúc đó người quyết định đúng ra là Comey, nhưng mà họ cho đi cái ngõ kia, ngõ tắt, có nghĩa là họ đi vào thẳng nhà thương với một văn bản sẵn, và họ chỉ cần cái chữ ký của ông Ashcroft, là tại vì ông Ashcroft nằm nhà thương nhưng mà vẫn là Attorney General vào lúc đó, và vẫn là
tổng trưởng tư pháp vào lúc đó, cho nên họ tới để họ mong lấy cái chữ ký đó. Thì James Comey nghe được cái tin đó thì lập tức quay ngược lại nhà thương liền và đồng thời gọi cho ông Mueller. Thì hai ông là ông Comey và ông Mueller tới nhà thương chỉ có một vài phút trước khi người của Tổng thống Bush tới mà thôi, y như là phim gián điệp. Thì khi tới nơi đó, thì lúc đó là Comey đuổi tất cả mọi người khác, chỉ có một mình Comey ngồi bên giường, và Comey muốn có một người làm chứng thì người đó là Mueller. Lúc đó hai nhân vật kia tới đưa cái văn bản đó ra, muốn là tiếp tục cái chương trình mà theo dõi bí mật đó. Thì ông Ashcroft, ông nhìn những cái người làm việc với ông và ông tin mà. Thì ông lúc đó thì khi mà hai ông kia tới nói chuyện với Ashcroft đó, thì ông Comey đã lùi ra đứng ngay góc rồi. Thì ông Ashcroft nói với hai cái nhân viên của Tổng thống Bush đó là: cái người mà quyết định không phải là tôi, cái người quyết định là cái tay đứng đằng kia kìa, đó là James Comey. Chúng ta thấy cái, vì cái vụ đó mà cho nên ông Comey và ông Mueller, cả hai người nói rằng là nếu mà Tổng thống Bush mà tiếp tục vi hiến như vậy, họ sẽ từ chức đồng loạt. Và ông Bush lúc đó biết rằng là mình không có thể mà dùng cái quyền làm tổng thống của mình để mà vi phạm hiến pháp nữa, cho nên back off. Chính vì vậy cho nên cái chương trình theo dõi bí mật đó nó ngưng. Sở dĩ mà tôi kể cái chuyện đó đó để quý thính giả thấy thấy cái tư cách của những người như là ông Mueller với lại ông Comey. Họ là người của đảng Cộng Hòa, cho tới giờ phút này Mueller vẫn là người của đảng Cộng Hòa. Nhưng mà khi họ đã vào làm những cái việc tình báo chuyên môn như vậy đó, thì qua triều đại nào, cái bổn phận của họ, họ là không có vì đảng, mà họ vì cái Hoa Kỳ. Họ bảo vệ nước Mỹ và họ bảo vệ hiến pháp. Họ bảo vệ cái nguyên tắc mình gọi là rule of law đó, có nghĩa là thượng tôn luật pháp đó. Cho nên theo dưới con mắt của họ đó, đó là những cái mục tiêu mà họ cần phải bảo vệ. Trong khi một lần nữa dưới mắt Trump, công an là công an của Trump, công an là công an của đảng. Cho nên cứ chính Trump mới một vài ngày trước thôi đã tuyên bố một câu là tôi sẽ sửa hết FBI lại, FBI sẽ mạnh hơn. Liệu Trump có đủ cái khả năng mà giải tán cả 35.000 nhân viên của FBI rồi lập ra một cái cơ quan FBI mới hay không? Nói lên như thế để nhấn mạnh cái câu mà ông Comey mới vừa nói lúc nãy đó, là weasel với liars, những cái tên xảo trá, những cái tên láo toét sẽ không có bao giờ chiếm được chiến trường hết. 35.000 người mà làm cái nghề và làm việc cái ngành gián điệp, trong đó có FBI là 35.000 người, bao nhiêu người của CIA nữa. Cái sinh mạng của họ mỗi một giây một phút là trên chỉ mành theo chuông, đối đầu với kẻ thù, vừa làm gián điệp vừa làm phản gián. Liệu người ta có để cho một cái tay weasel, một cái tay liar mà có thể làm phá hoại cả một cái system? Mà nên nhớ là những người mà họ sống chết với nhau cho dù gì đi nữa, họ có một cái sợi dây gọi là huyết mạch, một cái tình mà nó nối kết bằng máu với nhau. Cho nên thực sự ra tôi believe cái câu là weasel và liar, những tên xảo trá, những tên láo toét sẽ không bao giờ ngự trị được ở trong một cái thế giới của những người mà họ chiến đấu, họ làm phản gián để mà họ bảo vệ nước Mỹ, họ bảo vệ bản hiến pháp. Rồi ra những cái người này cho dù là qua cái trào lưu của dân chủ hay là cộng hòa, họ là những người vì nước Mỹ, họ cũng giống như những người chiến trường bây giờ, những người trên chiến trường bây giờ đang chiến đấu ở Afghanistan hay là Syria hay là bên Iraq chẳng hạn. Đó là những người mà họ hy sinh cái xương máu của họ, cái sinh mạng của họ, không phải là cho một đảng hay là cho một cá nhân. Đó là cái tư cách của Robert Mueller, đó là cái tư cách của James Comey, và tôi không nghĩ rằng là những người này lại thiên vị trong bất kỳ một cái cuộc điều tra nào. Trở lại với Lê Ngọc.
Dạ vâng, luật sư Duyên và quý vị còn nhớ là trong tuần vừa mới qua đây, rồi trong những ngày trong tuần này, thì cái sự kiện mà New York Times cũng đã nói đến là ngay cả Tổng thống Donald Trump, ông đã muốn đuổi ông Mueller từ tháng 6 của năm ngoái, và Tổng thống Donald Trump ông bác bỏ điều này ngay lập tức. Thì không biết sau khi mà cái sự kiện về cái văn bản của ông Devin Nunes này đưa ra, thì những cái tin tức mới nhất cũng cho biết là Thượng nghị sĩ ông Chuck Schumer và dân biểu Nancy Pelosi, hai người này là hai người lãnh đạo của bên phe Dân Chủ tại Thượng viện và Hạ viện, thì hai người này đã gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện ông Paul Ryan mới đây thôi vào ngày hôm qua, yêu cầu là cách chức Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện, đó là ông Devin Nunes, với cái lý do là vì ông Nunes đã vi phạm cái luật của Hạ viện khi mà ông ta thay đổi nội dung của memo này trong cái nỗ lực làm mất đi cái uy tín của cuộc điều tra của ông Mueller về vụ là Nga có liên quan đến bầu cử năm 2016. Rồi nếu mà thật sự như vậy, cái sự kiện này trở lại, thì thưa luật sư Duyên, liệu Tổng thống Trump có đuổi, có fire ông Mueller hay không? Và nếu thật sự sự việc này xảy ra, thì cái cuộc điều tra của ông Mueller sẽ đi về đâu thưa luật sư Duyên? Thứ nhất, Tổng thống Trump có sa thải, có fire ông Mueller hay không đó, thì mình gọi, nếu mà mình gọi đoán đó, thì có nhiều cái ẩn số mà chúng ta chưa biết. Nếu mà một cái người tổng thống mà có còn cái đầu óc sáng suốt, mà một tổng thống bình thường không phải là giống như một đứa con nít đó, thì những cái người bình thường như thế, người ta biết rằng đuổi ông Mueller bây giờ đó nó nguy hiểm lắm, thành ra họ sẽ không làm. Nhưng mà khi mà một cái người không có, về cái tâm trạng không có bình thường như Trump, trong con mắt Trump chỉ có Trump là tất cả thôi, chứ không phải là nước Mỹ. Thì vì trong mắt Trump, Trump là tất cả đó, Trump sẽ bị cùng quẩn và có thể là Trump sẽ đuổi ông Mueller. Như là chúng ta nhớ là năm 1974 đó, ông Nixon là ông yêu cầu ông Tổng trưởng Tư pháp là đuổi cái ông cố vấn mà điều, công tố viên đặc biệt điều tra tương tự như Mueller, lúc đó là ông Archibald Cox. Thì chính Nixon là một cái tay chính trị lão luyện như thế mà cũng ngay một cái đêm thứ bảy ra lệnh làm cái quyết định đuổi ông Cox, cho nên trong lịch sử Mỹ bây giờ mình mới có cái danh từ nó gọi là cái Saturday Night Massacre của năm 1974 đó. Và sau khi đuổi cái ông Archibald Cox thì nó đã dẫn tới cái việc mà Nixon phải từ chức cũng vì như thế. Cho nên Trump mà vào đường cùng thì cũng có thể đuổi ông Mueller được. Thì nhưng mà theo nhận định chung, nếu mà Trump làm cái điều này có nghĩa đây là một cái cuộc tự sát về chính trị. Làm chính trị mà đi tới cái con đường cùng này thì cái tổng thống chế, cái chế độ tổng thống của Donald Trump, nó là một cái lời tiên đoán của ông Steve Bannon, là cái ông cố vấn của Trump lúc trước đó, chỉ có 33% để mà sống sót thôi. Mà nếu mà làm cái điều này thì đúng là một cái cuộc tự sát về chính trị. Nhưng mà cái hậu quả của nó ngay bây giờ thật sự là không đợi tới cái chuyện mà Trump mà sa thải Mueller nữa. Cái hậu quả của nó bên cái chuyện mà xáo trộn trong cái nội bộ, nó còn đang, nó đã ảnh hưởng và nó đang tiếp tục ảnh hưởng về cái niềm tin của thế giới. Chúng ta nên nhớ là lúc mà vừa nhậm chức xong thì Donald Trump đã tiết lộ những cái tin tức tình báo mà Do Thái chia sẻ với Donald Trump, Donald Trump đem chia sẻ lại với nước Nga. Rồi bây giờ Donald Trump sa thải Mueller, đã sa thải Comey rồi, sa thải Mueller làm xáo trộn cái nội tình, thì cái nước mà lợi nhất ở trong cái cuộc lộn xộn này đó là Vladimir Putin. Vladimir Putin là một tay tình báo cáo già, đã lũng đoạn được cái nước Mỹ cho tới giờ phút này rồi. Và rõ ràng là Vladimir Putin đã mua đứt được Donald Trump và cái ban tham mưu của ông. Cho nên đây là chúng ta đang chứng kiến một cái trường hợp mà nó giống như là Lê Chiêu Thống hay là Ngô Tam Quế bán nước chỉ vì cái quyền lợi riêng của chính mình. Nó đang xảy ra trước mắt chúng ta. Chúng ta đang thấy cái danh từ, cái chữ weasel mà
mà ông Robert ông Comey dùng lúc nãy đó, ngoài cái nghĩa nó là kẻ xảo trá, thật sự cái nghĩa gốc của nó weasel là con chồn, một con hồ ly xảo trá đó. Thì bây giờ chúng ta đang thấy cái sự xảo trá, cái sự ma mảnh của một con hồ ly, nó tương tự như Ngô Tam Quế, nó tương tự như Lê Chiêu Thống, nó tương tự như là cái Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ bán đứng Việt Nam cho Trung Quốc chỉ vì cái quyền lợi của đảng, vì quyền lợi của cá nhân họ. Cho nên ngoài cái cuộc tự sát về chính trị của Trump, hiện giờ cái uy tín của nước Mỹ đang bị sứt mẻ trên toàn thế giới cũng chỉ vì Trump. Trong cái con mắt Trump là tất cả, đó là cái nguy hiểm của cho cái nền dân chủ mà chúng ta đang được hưởng trong bao nhiêu năm nay. Chỉ có mới một năm vừa qua toàn những xáo trộn, và ngay bây giờ chúng ta thấy tất cả những người trong nghĩa là đa số những người trong nội các Trump đã bỏ ra đi. Chúng ta thấy rồi, mới ngày hôm qua thôi, cái tin là cái những người luật sư mà bà đang biện hộ cho cái ông Gates đó. Tức là ông Gates là một trong hai ông, Paul Manafort và Rick Gates là hai người đang bị truy tố. Thì ba người luật sư đại diện cho Rick Gates bây giờ họ đã withdraw rồi, họ rút lui, họ không muốn đại diện nữa. Cái tin mới ra ngày hôm qua, chúng ta đã thấy rằng là cái sự xáo trộn này nó đi tới tận cùng gốc rễ ở trong nước, và nó đang làm chấn động cả thế giới. Cái niềm tin của những cái tình báo thế giới vì họ không muốn hợp tác với Mỹ nữa. Mặc dù là bây giờ Donald Trump có favor nước Do Thái như thế nào nữa, nhưng mà họ, nếu mà mình đọc được cái suy nghĩ trong cái đầu của ông Thủ tướng Netanyahu đó, hỏi rằng là có dám tin Trump 100% hay không, thì thật sự Netanyahu xài được, dùng được Trump lúc nào thì xài thì dùng, nhưng mà bảo đảm rằng bảo là đưa cái tương lai của Israel mà gắn chặt với những cái lời nói, những cái hành động của Trump, chắc chắn người ta sẽ không dám. Vậy thì cái việc mà Trump có fire Mueller hay không thì cái câu trả lời là chưa biết, nhưng mà nếu có thì đúng là một cái cuộc chấn động. Rồi nếu mà fire Mueller thì cái cuộc điều tra này sẽ đi về đâu đó? Thì chúng ta khi mà nói về Mueller thì tôi lại nhớ cái câu của ông bố già, ông Vito Corleone ở trong cái phim Godfather đó. Ông nói rằng là đối với những cái người mà đối đầu mình á, mình yếu một, mình phải cho người ta thấy như là mình yếu 10 vậy đó. Còn đối với những cái bằng hữu, đối với những cái người làm việc với mình mạnh 10, mình chỉ cho thấy là mình mạnh 1 thôi. Mình mới thấy là cái chuyên nghiệp của Mueller kinh hoàng. Ngay bây giờ tất qua những cái cuộc điều tra càng ngày nó càng đi lên cao đó, mọi người đều nhìn thấy, chỉ dùng common sense thôi, là ông Mueller, ông biết nhiều điều, ông mạnh 10 mà mình chỉ thấy có 1 thôi. Những cái điều mà ông Mueller bây giờ ông đã biết đó, nó nhiều lắm. Cho nên hỏi rằng là cái cuộc điều tra có ngưng hay không, mình chỉ cần nói như thế thôi, mình chỉ cần phân tích như thế thôi, mình biết rằng là cho dù đuổi Mueller nữa, cái cuộc điều tra này chắc là sẽ không có ngừng đâu. Ông Mueller, ông mạnh 10, mình chỉ thấy mạnh 1 thôi. Còn dưới con mắt của những cái người mà như là Trump hay là những cái tay mà nịnh bợ bên Đảng Cộng Hòa đó, thì ông Mueller, ông chỉ yếu 1 thôi, mà ông cho họ có cái cảm giác là ông yếu 10, ông im lặng, ông làm, ông không có nói gì cả. Và nếu mà giả sử bên phía của Tổng thống Trump mà coi thường, tưởng đâu là Mueller yếu lắm, muốn đuổi lúc nào cũng đuổi mà cũng được đó, thì phải hiểu rằng là ngay bây giờ cái số lượng mà thông tin mà nó liên quan tới Trump và những cái người Russia, liên quan tới những cái tay mà oligarch ở trong cái vòng của Putin đó, nó kinh hoàng đến mức độ mà yes, Mueller có thể ra đi, mình đưa một cái người khác vào, thì cái người khác họ nằm trước một núi những cái evidence như vậy, họ có dám dập hay không? Tại vì nếu mà họ dập tất cả những cái tài liệu đó, không bao giờ mà dám ai mà dám đốt và phá hủy hết.
nếu mà họ, cái người mới, chẳng hạn bây giờ tôi mà vào thế ông Mueller chẳng hạn, tôi cũng không có dạy gì mà tôi nói là tôi vì Tổng thống Trump mà tôi ngưng cả. Tôi ngưng tới chừng 3 năm nữa Tổng thống Trump mà vừa xuống một cái người ta lôi hồ sơ cũ ra. Thì cái ông Nguyễn Hoàng Duyên này là cái ông mà làm cái chuyện bậy ngăn cái cuộc điều tra đó. Thì tôi là cái thằng đi vô tù. Hỏi bao nhiêu người có dám đi vô tù vì cái anh chàng Weasel, vì cái anh chàng nghĩa là Donald Trump mà gọi là xảo trá như thế hay không? Thì cái đó tôi không nghĩ rằng là cái cuộc điều tra nó sẽ ngưng. Và cho tới giờ phút này chúng ta thấy rằng là những cái người bên cạnh Trump nó càng lúc họ càng hợp tác đông hơn. Mình đã nói bao nhiêu chương trình rồi, ông Papadopoulos, rồi tướng Mike Flynn, rồi Steve Bannon, tất cả họ đã hợp tác hết rồi. Mới hôm qua đây thôi thì cái ông mà từng làm phát ngôn viên về pháp lý là ông Mark Corallo, ông lại nói lên một điều nữa là trong một cái cuộc nói chuyện giữa Trump và cái cô con gái nuôi là cái cô Hope Hicks đó, thì Hicks nói rằng là những cái email mật giữa là Junior con, tức là Donald Trump mà Junior đó, đứa con đó, mà nói về liên quan tới cái vấn đề những cái email mà liên quan với Nga đó, những cái email đó sẽ không bao giờ tiết lộ ra. Nội những cái cuộc nói chuyện như vậy thôi thì ngay cả Hope Hicks bây giờ cũng sẽ là một cái người đồng lõa trong cả một cái âm mưu mà gọi là obstruction of justice, có nghĩa là ngăn chặn cái công lý. Cái tội đó là một cái tội rất là nặng, cho nên tôi thấy cái cuộc điều tra nó sẽ không ngừng, mà càng ngày mỗi một cái news nó đưa ra khiến cho chúng ta thấy rằng là đúng, ông Mueller ổng mạnh 10 mà mình tưởng ổng mạnh 1. Đối với kẻ thù, ổng yếu 1 thôi mà người ta vẫn tưởng ổng yếu 10. Ngày hôm qua thôi, cũng là thêm một cái tin nữa. Quý khán giả có nhìn nhớ cái ông Trey Gowdy là cái ông mà dân biểu mà ông dân biểu mà ông chủ xướng cái cuộc mà điều tra cái vụ mà Benghazi đó. Thì ngày hôm qua ổng cũng tuyên bố là ổng sẽ không có tranh cử nữa, ổng ngưng. Tất cả những người mà trong đảng Cộng Hòa bây giờ đó, để bảo vệ cho cái tương lai chính trị của họ, từ từ họ rút lui ra, họ muốn tách dần dần của họ với Trump. Thì liệu nhìn quanh Trump còn lại những ai? Ngay cả Paul Ryan mà cũng có đánh tiếng là có thể Paul Ryan không có tranh cử lại trong vào tháng 11 này, thì chỉ còn có vài tháng nữa thôi cuộc tranh cử bắt đầu. Thì cái sự tan rã nó tới mức độ nào, cho nên tôi tin rằng cuộc điều tra vẫn sẽ tiếp tục. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, Lê Ngọc xin tiếp lời với luật sư Duyên về cái nhân vật mà luật sư Duyên có nhắc tới trong những cái giây phút đầu, đó là cựu giám đốc của CIA, đó là ông John Brennan. Thì thưa quý vị, ông này cũng đã lên tiếng chỉ trích bên đảng Cộng Hòa là có một cái cách hành xử theo đảng phái, cẩu thả về cái vụ memo, cái biên bản ghi nhớ của ông Devin Nunes đề cập đến những cái hành động theo dõi của cơ quan FBI trong cái vấn đề mà Nga chen vào bầu cử Mỹ năm 2016. Vì cái Twitter mà ông John Brennan ông gửi ra trong ngày hôm qua, ngày 1 tháng 2, thì có cái đoạn được biết như sau. Ông tweet rằng là trong nhiều năm, ông đã từng tranh cãi rất là mạnh mẽ với bên đảng Dân Chủ về vấn đề an ninh quốc gia, nhưng mà ông chưa bao giờ ông chứng kiến được một cái cảnh, một cái cách hành xử cẩu thả của dân biểu Devin Nunes và các nhà lập pháp bên đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện như là hiện nay cho thấy. Đó là cái phản ứng mới nhất của ông John Brennan. Ông này là người đã từng nắm chức tình báo hàng đầu của nước Mỹ. Sau bài xã luận mà dân biểu Dân Chủ bên cạnh đó, ông Adam Schiff, thưa quý vị, ông này cũng viết trên tờ Washington Post. Thì theo đó, dân biểu Schiff nhận định là quyết định của Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Devin Nunes đã vượt qua một cái lằn ranh rất là nguy hiểm. Vì ông Schiff đã cho là cái bản ghi nhớ memo bên đảng Cộng Hòa đã lọc lựa lại các sự kiện một cách rất là bất công, rồi bỏ qua những sự việc khác và thoá mạ cả cơ quan FBI lẫn bộ tư pháp.
và memo này còn có thể tiết lộ ra những cái nguồn tin tình báo và cái cách thức hoạt động của ngành tình báo nữa, thưa quý vị. Và trở lại với ông Brennan thì ông này ông nói là tấn công Tòa Bạch Ốc về cách thức hành động, về cái bản ghi nhớ, thì ông cho rằng là chính vì không có một lãnh đạo nhất quán về đạo đức hành xử, thành thử Tòa Bạch Ốc đang chế dầu vào lửa cho cuộc khủng hoảng như vậy. Thì như vậy luật sư Duy nghĩ là trong ngày hôm nay thật sự cái bản công bố, cái bản memo của ông David Nunes này sẽ được công khai để mà công bố ra ngoài public hay không? Cho tới giờ phút này thì tất cả những cái dấu chỉ đều cho thấy rằng là David Nunes sẽ làm điều đó. Nếu mà quý thính giả theo dõi cái thông tin từ bao nhiêu nay đó, thì mình mới thấy là chính David Nunes cũng lại là một cái tay weasel, cũng là một cái con trồn, cũng là một cái tay xảo trá nữa. Mà chính David Nunes, tay này là một cái dân biểu ở California, đã gần như là mù quáng làm những cái điều rất là tầm bậy. Tại vì năm ngoái khi mà vừa nhận được một cái tin mật gì đó, thì đang giữa ban đêm, David Nunes đã từ bên phía bên Hạ viện đi thẳng qua bên Tòa Bạch Ốc để báo cáo những cái điều mình biết, và cái đó nó lộ ra. Cho nên David Nunes được dân bầu lên để đại diện cho dân, để mà làm cái gọi là check and balance, để mà cân bằng quyền lực. Nhưng mà David Nunes đã tự hạ mình xuống trở thành một cái thứ công bọc của triều đình, là công bọc của đảng. Mình nó cũng tương tự như dân biểu quốc hội của Việt Nam vậy đó, một tay dân biểu mà lại cúc cung tận tụy cho ông tổng bí thư vậy thôi. Cho nên tôi không nghĩ rằng là những thật sự của cái tư cách của con người, cái tư cách của David Nunes á, nó đã làm bôi nhọ những cái điều mà David Nunes làm rồi. Và cái tư cách làm việc thì như Lệ Ngọc mới vừa trình bày lúc nãy, kể cả ông John Brennan mà ông cũng nói rằng là vô cùng bất cẩn, rất là reckless. Còn nhìn từ cái nhìn chuyên nghiệp của một cái người làm luật đó, thì chúng tôi thấy rằng là cái này nguy hiểm và stupid và ngu đần nữa. Cho nên tôi tin rằng là với những cái đầu óc mà weasel như vậy đó, xảo trá như vậy đó, thì đôi khi họ mù. Mình nói rằng là bình thường thì chắc người ta không có tung ra đâu, nhưng mà ngày hôm nay cái xác suất cho tất cả những dấu chỉ đều cho thấy rằng là họ sẽ tung ra. Và nếu mà họ tung ra thì 10 trang của bên đảng Dân Chủ họ cũng sẽ tung ra để mà họ trả lời từng điểm một. Hai bên đấu đá như vậy đó, thì nước Mỹ, nền tình báo Mỹ, những cái người làm việc cho FBI và cho CIA đó lại là chịu những cái thiệt hại về cái image, về cái hình ảnh, về cái uy tín, và nhất là cái phương pháp làm việc của họ bây giờ nó sẽ bung ra. Và những cái ngành tình báo như là của Nga chẳng hạn, họ là kẻ chiến thắng là bởi vì họ vui lắm. Họ biết rằng là đây là cái phương pháp điều tra của FBI từ đó tới bây giờ. Khi họ đã biết được cái nguyên tắc làm việc của kẻ thù rồi, thì cái sự lũng đoạn nó còn dễ dàng hơn nữa. Cho nên trả lời nhiều phần thì sẽ tung ra. Và cái tác hại là chúng ta, người dân, và nhất là những cái cơ quan tình báo của Mỹ sẽ phải chịu cái tác hại đó. Trở lại với Đại Ngọc. Dạ vâng, và một cái sự kiện khác liên quan đến cái memo này, thì trong cái ngày tối thứ tư mà khi mà Lê Ngọc nói đến ông dân biểu Adam Schiff của tiểu bang California, ông lên tiếng mà ông tố cáo ông David Nunes là thay đổi nội dung của memo này trước khi công khai hóa, thì không biết luật sư Duyên có chấp nhận được cái lời phản bác lại của ông David là ông cho rằng ông chỉ sửa chính tả và văn phạm mà thôi. Thành thử là dù ông David Nunes sau khi mà ông cố bào chữa cho cái việc mà ông đã sửa lại chính tả và văn phạm, thì bắt đầu bên các nhà lập pháp bên đảng Cộng Hòa họ cũng bắt đầu có một cái thái độ thận trọng. Và đặc biệt là ông Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện, thì ông cũng đã lên tiếng và ông cho biết là không nên xem trọng những cái phát hiện trong bản memo, và cũng không nên cột những cái điều này vào việc điều tra của ông Robert Mueller. Theo luật sư Duyên, một lần nữa Lê Ngọc hỏi, có chấp nhận được cái ông David, ông nói là ông chỉ sửa lại chính tả và văn phạm hay không?
Thứ nhất là qua những cái việc làm của David Nunes, là mà là công bọc của Donald Trump trong vòng hơn một năm nay, nó đã nói lên cái bản chất của David Nunes. Hy chính là cái con chồn Weasel, Hy chính là một cái tay xảo trá. Mà hai nó liên tục như vậy thì cái mà một cái văn bản đã sửa ra, đã cho mọi người thấy như vậy, tới chừng trình báo lên cho tổng thống thì sửa lại để làm vui lòng tổng thống, thì hỏi rằng là chỉ sửa văn phạm thôi đó thì mình có tin hay không. Đừng hỏi cá nhân tôi, chỉ hỏi những cái người của đảng Cộng Hòa đồng viện với David Nunes, mà họ nhìn David Nunes như thế nào thì chúng ta biết rồi. Cho nên trở lại, cái vẫn chỉ là một cái tên Weasel, chỉ là một cái tên xảo trá mà thôi. Còn cái chuyện mà sửa mà đưa qua như vậy đó, rồi nó có tác hại như thế nào, thì chính Paul Ryan, chủ tịch Hạ viện đảng Cộng Hòa, ông ta cũng nói rằng là thực sự cái văn bản này hoàn toàn nó không có liên quan gì tới cuộc điều tra của Mueller hết. Những người Cộng Hòa khác thì họ dùng cái chữ là cái văn bản này is the dirt, đồ dỏm, một cái đồ vô giá trị. Thành ra riêng về con người của David Nunes, thực sự ra từ cái bản chất là một cái người không đáng tin cậy, không có giá trị rồi. Cho nên chính David Nunes cũng là he's the dirt, đó là một cái đồ dỏm thôi. Và cái nhìn đó, cái góc nhìn đó là từ những chính trị gia đồng viện với David Nunes. Thành ra tôi không hiểu là tới tháng 11 này, những cái người ở California của chúng tôi có còn dồn phiếu cho cái tên Weasel này nữa hay không, thì cái đó mình cũng phải chờ xem. Nhưng mà cái uy tín của Nunes hoàn toàn không có gì để mà đáng nói nữa. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, thưa luật sư Duyên và quý vị, thì hiện nay cũng còn đang có một cái tin đồn là nếu thật sự trong ngày hôm nay cái văn bản của ông David Nunes này bên đảng Cộng Hòa mà được công khai hóa, thì cái ông tân giám đốc của cơ quan FBI đó là Christopher Wray, và Christopher Wray này chính là người do Tổng thống Donald Trump đề cử. Ông lên tiếng là ông sẽ từ chức, rồi cũng có tin là Tổng thống Donald Trump sẽ sa thải Thứ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein, là người cũng đang giám sát cuộc điều tra của ông Robert Mueller, vì Bộ trưởng Jeff Sessions đã tự nguyện rút ra khỏi công việc này. Thành thử ngày hôm nay, mặc dù ngày thứ sáu nó nhẹ nhàng cho chúng ta, nhưng mà Lê Ngọc thấy là cái vấn đề ở Quốc hội Mỹ nó lại có rất là nhiều sôi động. Và thật sự mọi người đang chờ xem là nếu cái văn bản này được công khai thì tân giám đốc của FBI ông có thật sự từ chức hay không. Điều này luật sư Duy nghĩ như thế nào, thưa luật sư Duy? Thực sự ngay bây giờ nếu mà ông Ray hoặc là ông Rosenstein bị sa thải hoặc bị từ chức đó, thì cái tình huống nó cũng như vậy mà thôi. Tuy nhiên ngày hôm qua chính ông Ray giữa hai cái chọn lựa là give up, đầu hàng và từ chức, với lại đứng lại và cùng với những cái người chiến hữu của mình ở FBI để mà chống lại, để mà giữ vững FBI, tránh những cái sự phá hoại của những cái kẻ mà gọi là Weasel và Liars đó, thì nhiều cái phân tích cho thấy rằng là có thể ông Ray ông sẽ nói là ông bất chấp đuổi ai thì đuổi, ông sẽ đứng lại và ông không từ chức, ông sẽ đứng lại để ông cùng những cái người FBI để mà chiến đấu, để mà bảo vệ nước Mỹ, để mà bảo vệ cái tinh thần thượng tôn luật pháp, bảo vệ cái rule of law đó. Riêng cái ý của ông thì ông muốn là ông ở lại để chiến đấu, nhưng mà liệu Trump có sa thải ông luôn hay không, thì cái điều đó dưới một cái người mà gọi là đã bị đẩy vào đường cùng như Donald Trump, chuyện gì ông ta cũng có thể làm. Và ngay cả ông Rosenstein cũng có thể là bị Trump sẽ sa thải. Vào lúc mà anh em chúng ta đang nói chuyện thì ở Las Vegas họ đã đưa ra một cái cá độ, nhưng mà hôm thứ tư anh em chúng tôi cũng đã nói rồi, bây giờ mình bỏ 4 đồng ra có thể ăn 9 đồng. Người ta nói rằng Donald Trump đang càng ngày càng tiến dần tới cái impeachment. Nó cũng tương tự như một anh chàng sailor, một anh chàng thủy thủ đó, đang từ từ đi trên cái miếng ván mà tự mình sẽ, vì cái bản án của mình sẽ tự tự lọt xuống biển. Thành ra
chính Donald Trump, he's walking the plank. Nhưng mà người ta đã vào đường cùng rồi. Thì walk the plank thì cứ walk, nhưng mà họ điên khùng lên, họ làm thì họ cứ làm. Trở lại với Lê Ngọc. Và như vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem có chuyện gì sẽ xảy ra trong ngày thứ sáu hôm nay. Và Lê Ngọc xin được chuyển qua một cái đề tài khác, đó là cái vấn đề về đề tài di trú, những người nhập cư. Vì chúng ta biết là trong cái thông điệp liên bang trong tối ngày thứ ba vừa mới qua đây, khi mà Tổng thống Donald Trump ông có nói, thì ông có tuyên bố là cái ý định chấm dứt cái hệ thống sổ số lấy thẻ xanh và cái chính sách mà nhập cư dây chuyền, vốn cho phép một người nhập cư có quốc tịch Mỹ được bảo lãnh thân nhân sang Mỹ định cư. Cái vấn đề này, thưa luật sư Duyên, thì người ta lại đưa ra một cái vấn đề khác, đó là cái diện của visa H4 mà hiện nay nói là có thể trong tháng 2 này, cái số người, mà cái số người này cũng khá nhiều, lên tới hàng chục ngàn người hôn phu, hôn thê của những người lao động nước ngoài tay nghề cao vào nước Mỹ với cái diện visa H4 này, đang sinh sống hợp pháp ở Mỹ, có thể sẽ không được cấp cái giấy phép để làm việc là working permit theo cái chương trình như trước đây đã hỗ trợ từ thời của ông Barack Obama. Thì cái sự việc này như thế nào, thưa luật sư Di? Cho tới bây giờ thì cái luật di trú vào lúc anh em chúng tôi đang nói chuyện nó chưa có gì thay đổi cả, nhưng mà cái hướng đi chúng ta cứ nhìn lại, mình nghe qua bao nhiêu thập niên rồi, cái lời than của thế giới là một cái nền chính trị mà quá tốt đẹp như Mỹ đó, tự động nó thu hút tất cả những cái chất xám của thế giới. Mình nhìn lại những cái tay mà ngay cả bên Nga đó, những cái người mà giỏi về piano hay là violin, những cái tay mà dạy đàn hay nhất thế giới, rồi dạy về trượt băng nghệ thuật hay là chơi hockey đó, từ Nga họ cũng đi qua bên Mỹ. Những cái tay làm rượu nho bên Pháp nổi tiếng nhất đi về California, bây giờ rượu ở Napa California nó qua mặt luôn rượu của Pháp nữa. Những cái tay khoa học gia mà chuyên ngành về khoa học, về toán học, mình nghe một vài người trẻ Việt Nam mà đoạt được những cái giải về toán học là từ end up ở Mỹ hết. Nước Mỹ bằng cái chính sách di trú của Mỹ trong vòng bao nhiêu năm nay đó, thu hút hết tất cả những cái chất xám. Mình mới hiểu rằng là nước Mỹ này giàu mạnh nhờ di dân và nhờ chất xám của toàn thế giới. Thì bây giờ một tay gọi là toán học gia rất là giỏi đang làm việc ở MIT chẳng hạn, mà bây giờ tự nhiên vợ con người ta không được ở lại đây, thì lập tức nó làm cho người ta khó khăn. Thì thưa quý thính giả, là vào khoảng năm 1980 đấy, chúng ta thấy một cái hiện tượng kỳ lạ mà báo chí Mỹ nó cũng nói nữa, là chất xám đang từ khắp nơi trên thế giới lùa về Mỹ. Thì một hiện tượng xảy ra ở Nam Hàn, là những người Nam Hàn mà đi du học ở Mỹ mà rất giỏi đó, từ từ cái chất xám nó lại bỏ nước Mỹ, nó trở về Nam Hàn. Và chúng ta thấy một cái sự phát triển kỳ diệu của Nam Hàn trong vòng mấy chục năm nay. Vậy thì nếu mà nhìn cái chuyện di trú mà chỉ nhìn vào những cái con người thôi, dù ở đây như vậy là chúng tôi không có muốn di dân, chúng tôi đuổi quý vị vị đi đó, thì lần lần cái chất xám cũng sẽ theo cái chiều hướng đó mà nó bị phân tán đi. Và bây giờ những nước mà họ thèm cái chất xám của Mỹ nhất, trong đó có Trung Quốc, trong đó có Nam Hàn và trong đó có Nga, nhưng mà không ai muốn qua mà sống với một cái chế độ như là Vladimir Putin cả. Nhưng mà Trung Quốc và Nam Hàn mà đãi ngộ thì chất xám nó sẽ đi. Cho nên cho tới giờ phút anh em chúng ta nói chuyện, luật di trú chưa thay đổi, nhưng nếu có thay đổi nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho cái văn hóa và nghệ thuật và kỹ thuật của nước Mỹ. Một trong một cái cuộc phỏng vấn đó thì ông Bill Gates ông nói là gì? Ông nói cái mà trong tương lai mà nó ngự trị cái kỹ nghệ sắp tới đó, nó là về cái artificial intelligence, tức là cái trí thông minh nhân tạo đó, là những cái máy, những cái robot này nọ đó, nó sẽ
cái kỹ nghệ đó sẽ là cái kỹ nghệ mà làm cho kinh tế nó phát triển trong tương lai. Và ngay bây giờ, kể cả cái việc mà ở cái năng lượng sạch đó, thì ngay bây giờ về năng lượng sạch và về cái artificial intelligence, tức là những cái trí khôn mà nhân tạo đó, robot đó, thì hai cái kỹ nghệ đó Trung Quốc và Nhật Bản họ đã đầu tư trước chúng ta, họ đang đi trước chúng ta một bước rồi. Nếu mình không giữ được những cái nhân tài, chỉ trong vòng 10 năm tới, 20 năm tới, mình sẽ thấy những cái hiện tượng tương tự như ở Nam Hàn, nó sẽ xảy ra, chất xám sẽ mất. Thành ra cái luật thì chưa thay đổi, nhưng mà nếu thay đổi chúng ta phải dè chừng cái chuyện đó. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ vâng, và tiếp đến thì một cái đề tài mà có đến cả chục nghị sĩ trong Quốc hội Mỹ, thưa luật sư Duyên, vừa mới đề cử một ứng viên, mà ứng viên này rất là trẻ, cho cái giải Nobel Hòa Bình trong năm nay. Đó chính là lãnh tụ sinh viên nổi tiếng nhất của Hồng Kông, đó là anh chàng Joshua Wong này. Thì qua cái việc đề cử anh Wong này, năm nay mới có 21 tuổi thôi, luật sư Duyên nghĩ như thế nào về cái quan hệ song phương giữa Mỹ và Trung Quốc, thưa luật sư Duyên? Khi nhóm mà được đề cử để mà gọi là ứng viên cho cái giải Nobel đó, không phải chỉ một mình Joshua Wong mà có tới 3 người trẻ, đó là 3 lãnh tụ của cái phong trào cách mạng dù ở Hồng Kông đó. Thì trong đó có Joshua Wong, rồi có Nathan Lau, rồi có Alex Chow. Thì cái việc mà đưa những cái biểu tượng đó, Quốc hội thì đưa những cái biểu tượng mà tranh đấu cho tự do, tranh đấu cho dân quyền, cho nhân quyền từ cái cuộc cách mạng dù 2014 đó, nó làm cho chúng ta thấy một cái điều là dù gì đi nữa, cái nước Mỹ, cái lá cờ mà trong vòng mấy chục năm trước, khi chúng ta đi vượt biên, khi chúng ta bị gọi là chao đảo trên đảo đó, chúng ta nhìn thấy cái lá cờ, chúng ta thấy cái niềm tin, bởi vì đó là cái biểu tượng của tự do, của niềm tin. Thành ra cái Quốc hội thì vẫn đưa ra 3 cái nhân vật trẻ đó, Joshua Wong, Nathan Lau, Alex Chow. Cái điều đó là cái dấu hiệu tốt cho người ta cái niềm tin. Nhưng mà đồng thời với cái tin mà Quốc hội đang chuẩn bị đề cử 3 người đó, đó thì cái nội các bên hành pháp thì lại gửi ra những cái tín hiệu ngược lại. Cái việc mà một ông tổng thống, một người lãnh đạo của một cái nước tự do mà chuyên môn ca tụng những cái tay độc tài, đi qua Trung Quốc không bao giờ dám nói nhân quyền, không bao giờ dám nói dân quyền, ca tụng Tập Cận Bình. Còn đối với Tổng thống Putin thì mình biết rồi, không cần phải lặp lại. Cái sự mà tôn trọng, tôn thờ Putin của Donald Trump, nó trở thành một cái trademark của Donald Trump rồi. Ngay cả thỉnh thoảng tôi đọc những cái bài mà tôi cũng cười, là họ circulate những cái văn kiện mà họ ca tụng Tổng thống Trump, rằng là cái việc mà Mỹ mà bị với Nga bây giờ mà hợp tác là rất là có lợi, là cái sự sáng suốt của Tổng thống Donald Trump. Thì mình nghe thì mình cũng cười cho nó vui thôi. Nhưng mà cái việc mà trống đánh xuôi càng thổi ngược giữa Quốc hội và bên phía bên tòa Bạch Ốc đó, nó làm cho cái nguồn tin về dân quyền, về nhân quyền mà nước Mỹ đưa ra đó, nó bị pha loãng. Cũng giống như trong một cái dàn nhạc giao hưởng đó, mà cái dàn dây đi một đường, cái dàn dương cầm đi một ngõ khác. Cho nên vui là nước Mỹ vẫn còn nhìn thấy những cái biểu tượng của tự do, của dân quyền. Lo là nước Mỹ chia rẽ đến cái mức độ là tất cả những cái nguồn tin đó nó đều tan vào những cái dòng âm thanh hỗn loạn của một cái dàn giao hưởng mà nó lộn xộn, mạnh ai muốn đàn như thế nào thì cứ đàn theo ý mình. Trở lại với Lê Ngọc. Dạ thưa vâng, Lê Ngọc cảm ơn luật sư Duyên đã đến trên làn sóng trong cái ngày hôm nay để mà gửi đến cho quý vị rất là chi tiết về những gì xảy ra chung quanh cái văn bản của ông David Nunes. Chúc luật sư Duyên một ngày thứ sáu thật là vui, bình an, thưa luật sư Duyên. Xin tạm biệt và hẹn với quý thính giả và Lê Ngọc vào chương trình lần tới.